Chào bà con nha. Út đang lấy sâu canxi cho bầy gà, gà đẻ của Út ăn mọi người. Út mới đi nhổ rau vô nè. Đây. Ê. Chạy loạn xạ. Bên này. Sâu cho nó ăn nha mọi người. Sâu canxi thì mọi người có thể cho nó ăn buổi sáng cái này nè, bổ sung thêm rau cỏ ha mọi người. Đây. Quăng trực tiếp hoặc là mọi người có thể bỏ vô máng cũng được, bỏ vô đây cũng được, chả sao. Ăn đi con. Mâm. Đây. Đấy. Này Út quay mé mé chứ để vi phạm cộng đồng mọi người. Út hiện tại đang có gà hơ mông 2 tháng rưỡi nha bà con. Chứ không có nhỏ hơn. Tại vì khi mà gà hơ mông như thế này nè, đẻ ra rồi Út còn phải lựa lại thì mới ra loại chuẩn được. Chứ không phải là ra chuẩn. Còn gà hơ mông mà ví dụ như bình thường ngoài thị trường là gà hơ mông của viện nha. Cái này là gà là gà rặt nha mọi người. Út sưu tầm nhiều nơi về á. Ôi ghiền lắm mọi người. Đây ăn nha. Đấy. Quên nè nè cho đệ. Ăn đi. Nó đè nó đạp rụng lông hết mọi người. Chứ bình thường mấy con này nó đẹp lắm. Mà ví dụ như nó mấy cái con mà tơ tơ lên là mấy con gà trống. Út phải bấm hết cái con gà kia. Cái cửa của nó dài quá mọi người. Cho nên là nó đè tróc lưng hết à. Này khi nó đẻ ra thành trứng mình còn phải lựa lại nữa nha mọi người. Chứ không phải là mình đẻ vậy cái nó ra gà hơ mông rặt đẹp đâu. Không phải. Mình phải lựa. Ham ăn quá mắc cổ. Cái bà kia bà ham ăn bà mắc cổ mọi người. Này hồi nãy Út làm nó bị ấy rồi. Bị chảy nước rồi. Mọi người cần máy ấp trứng hay là mực rỉ đường men đạm thủy phân thì có thể liên hệ với Út qua số điện thoại 0976629090 nha. 0976629090 nha mọi người.